chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đam Mê Câu Cá của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục đi câu đài tự nhiên nha các bạn. Hôm nay mình quay lại cái hồ tự nhiên này để mình làm clip mình câu đài cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ trời mùa đông rồi, hôm nay là ngày Noel, ngày 25 là ngày Noel nha các bạn. Thì mình mới tới điểm câu thôi, với lại mình cũng mới vừa đi lại về vừa xong. Hôm nay mình review cái đoạn đường mà đi vô cái hồ này nè, nó cho cậu người xem, mọi người xem nè. Nó gà mắt mèo đồ quá trời luôn. À, đi không khéo mà mình muốn mặc tích mặc quần đùi hơn là mặc quần dài. Hy vọng hôm nay sẽ có cá để clip cho mọi người xem. Chứ đi câu mà không có cá hoài cũng buồn lắm các bạn nè. Đây mình mới vừa tới luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy đồ xuống và review lại cái chỗ của mình cho mọi người xem nè. Cái đường nó khó vô lắm các mọi người ạ. Mình sẽ để xe tút lút ở bên ngoài đây luôn. Đây còn đây là cái ghế của mình tự mình chế nè. Đó. Nhà sẵn có gỗ, tự mình chế ra nó dễ. Trời khá là lạnh luôn nha các bạn. Sáng mình chạy tới đây run hết trơn luôn. Cái vỏ rất là nặng luôn nè. Bây giờ đi có một mình nè. Ở đây không lên. Đồ đạc rồi mình để hết ngoài đây luôn. Nhưng không phải là cái xe mình đó. Mình để ngoài đây luôn. Còn cái ghế với vỏ phải cầm vô. Mình view lại sơ sơ cho mọi người xem. Để coi thử khỏi phải các bạn, những anh em khác vô thắc mắc. Nói hồ này như thế nào, hồ này tự nhiên hay không, hay là gì đó, hay đây. Đây là đường vô nè. Mình quay sát cái đất luôn cho mọi người xem luôn. Đây là đường vô nè. Đường vô chẳng có tốt đẹp gì đâu. Xình lầy không à. Đấy. Đường vô rồi. Chân sạch sẽ chân. Đường vô nè. Người thấy đường vô rồi chưa? Đường vô chẳng có đẹp đẽ gì đâu mọi người ạ. Không biết hôm nay ngồi chỗ nào ở đây. Chắc ngồi lại cái chỗ đầu tiên mình ngồi quá. Còn mấy chỗ kia hoài không có cá. Này đường vô nè các bạn nè. Đường vô rất si là xấu luôn. Xách cái vỏ với quải gần coi tôi tới đây không. Quải. Đường vô nè. Rất chi là đẹp luôn. Gai nào gai nấy quá trời hết. Đây. Mình sẽ câu ở ngay chỗ cái bãi này nha mọi người. Đồ đạc sẽ để ở đây. Đồ đạc mình sẽ để ở đây. Tiếng nữa có mệt thì mình sẽ ngủ nghỉ ngơi xíu. Đó, đồ đạc để ở đây. Mình hôm nay ra đây có trời nó có ánh nắng nè. Mọi người thấy nè. Đây là của cái hồ nha. Đó. Thì bữa thứ hai mình câu ở phía bên này. Phía bên này nè. Đó, mình đặt camera ở phía bên này. Câu ở cái này nè. Đó, quăng ra chỗ đó, ngay chỗ đây. Được con cá mẹ 6 kg ở chỗ này. Mình có quay clip lại rõ ràng cân ký rõ ràng luôn cho mọi người xem luôn, nhưng mà cũng có. Vậy mà có một số bạn lên vẫn nói con cá mè này khoảng 4 kg thôi. Thiệt tình luôn á. Đã căng ký rõ ràng lên con cá mè 5,8 kg gần 6 kg rồi mà bọn người cứ nói 4 kg. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Đó. Rồi bây giờ mình ra đồ nha các bạn. Mặc dù trời rất là lạnh. Nhưng mà mình không thể nè. Quá trời mệt rồi. Rồi ok các bạn. Bây giờ mình sẽ ra cần nha. Đây là cây đạt nhĩ ba của hãng Bi Quang. Nè. Đạt nhĩ ba của hãng Bi Quang 6m3 nha các bạn. Nè. 6m3 nha, mày có hai cây nha. Một cây 5m4 và một cây 6m3. Cây 5m4 là cây tầm xanh thế hệ nào đặc biệt. Đây, còn cây đạt nhĩ ba 6m3. Đó. Cái ngọn của nó một ly rưỡi nha các bạn. Nha. Ngọn 1,5 ly nha. Ngọn cũng được. Cần cũng khá là nảy nha các bạn. Ok nha. Hôm nay mình câu cái trục đây là cái trục của mình hai câu nè. Mình câu chì 3,5 g cây phao săn hàng.
Đây cái phao chân hàng, tỏi chì 5g. Đó. Tí nữa mà đánh hộn ăn này, đánh hộ đấu luôn. Thử coi ăn không. Đây là lửa mega baga số 10. Đó, lửa baga baga số 10. À, hôm nay mình sẽ trộn mồi với lại nước ngọt nha các bạn. Thử đánh mồi nước ngọt mùa đông thử coi cá nó có ăn hay không. Chứ vừa rồi mình đánh mồi dinh trộn với lại nước hồ thì cá ăn mà ăn chậm á. Thử hôm nay đánh trộn với lại nước hút, nước ngọt và hút coi ra sao. Thì lấy cái cắm tanh á, trộn với lại cái cắm nó khó chịu, trộn với lại nước hút, chút ít nước hồ vô nữa, trộn đều lên con. Vậy thôi. Hành hành thì vô đụng được con thì ngon luôn. Đó. Cho nó vô. Cho vô này. Đó. Đấy. Ok. Đây là cái phao săn hàng tải chì 5g. Một cái phao màu xanh rất chi là đẹp. Đây. Phao săn hàng màu xanh, dài 60 cm. Phao tâm sắn nha các bạn. Phao rất là dẻo luôn nè. Đó. Rất là dẻo nha các bạn. Cho vào đây, ở đây nữa là xong. Mình đang câu là 5 mét nước nha các bạn. Gần 5 mét nước. Giờ ra cần trước. Xong rồi mình trộn mồi cho mọi người xem. Mồi trộn đơn giản mà. Giờ mình ra mình nảy trước kìa. Nảy trước, mú trước kìa. Cho nó cần cho nó dẻo. Nó hòa quyện với nước. Và chục với lại nó ngâm với nước. À, trước rồi đã. Ok, mình ngồi chỗ này. Giờ trộn mồi nè. À, đây là mùi khó chịu nè. Còn đây là nước bò hút nè. Mình mới mua ở trong quán luôn. Nước bò hút nè. Đây là mồi tổng hợp khó chịu nè. Đó. Còn đây là mồi tổng hợp vị tanh cộng thơm mà. Đó, bây giờ mà trộn mồi. Đây nước bò hút nha các bạn. Trộn mồi bằng nước bò hút nha. Giờ mình sẽ phân tỷ lệ luôn cho mọi người xem. Đây là mồi khó chịu, tổng hợp khó chịu. Đó. Một ít thôi nè. Một tí nị mồi không hợp có chịu thôi. Cho nhiều vô quá nó không có tốt. Mồi này để cho mình pha mình bánh cá nhát thôi. Cá kén ăn á. Rồi các bạn cho này vô nhiều hơn cái kia. Đó. Thấy không? 1/3 nha các bạn. Ví dụ cái kia 1 lạng các bạn cho này 3 lạng. Nhưng mà cái này mình đang pha ít thôi. Thì mình câu có cần hay cần. Cá ăn không nhiều nên mình không có pha nhiều. Đây. Giờ mình sẽ lấy tay mình trộn nó đều lên nè. Đó, mình sẽ cho với lại nước bò hút vô. Đó. Nước bò hút nha. Đấy. Ok chưa? Này cho lớn bữa luôn. Con mồi bằng nước bò hút. Nước bò hút trộn mồi luôn. Chua cộng nó tanh cộng nó thơm nữa ngon lành. Đó. Mồi khá là tơi luôn nha các bạn nha. Nè, mồi khá là tơi luôn nè. Đã chưa? Hút này nó làm cho cái mồi ta nó tơi đã lắm. Lên hương vị nó thơm thơm, nó chua chua đã lắm. Thơm phức à. Tí nữa chơi lớn bữa rồi. Có hy vọng có cá lên. Mọi người áp dụng câu cá cách này cũng khá là hiệu quả nha các bạn, cũng được nha.
nếu nếu mà hiệu quả nha. Đó, bắp vậy cho nó dẻo nó mềm mồi ra nữa là coi được rồi. Mồi chúng ta nó mềm vậy á, ướp xíu nó dẻo ra các bạn câu được à. Rồi, giờ giờ để mồi cho nó nở nha. Giờ cho quýt mồi làm mồi xả. Đi qua đằng bên đi. Quýt mồi làm mồi xả. Xả ít thôi, đó, ít thôi. Cho nhiều quá nó vô nó ăn rồi nó biến mất. Mùi xả thì không cần hút đâu, ít nước hồ vô thôi nè, ít nước hồ vô là trộn nó đều lên rồi, hơi 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 nó có ngay cái mùi xả liền. Đó. Giờ quăng ra ngoài đem câu thôi. Đây nè, dễ đúng không các bạn? Quăng ra ngoài kia nó là xong. Đó, quăng xa hơn cái con mồi vì mình câu chỉ đáy chứ không phải mình câu đài, cũng giống như câu đài đó nhưng mà mình câu nó nhìn đáy, nước nó sâu, cá nó ăn khôn lắm, xả hết luôn. Rồi, ok. Rồi bây giờ câu thôi. Ok, tí nữa có hàng mình view lại cho mọi người xem nha. Được con rô phi nha các bạn. Con rô phi nó ăn cái bụng nó nốc luôn. Hèn gì nãy giờ giật hoài không dính nó phải. Câu hổ đấu mà dính rô phi các bạn. Hổ đấu mà để sang hàng dính rô phi nè. Con đầu tiên luôn nha các bạn. Ok. Có cá bỏ vỏ rồi nha anh em. Về đây. Đây các bạn thấy con cá to ghê không? Con cá gô đồng này các bạn ơi, nè các bạn, cái lưỡi khổng lồ luôn, dính con cá gô đồng chút xíu nè. Con cá mùa đông không dễ tí nào hết các bạn ơi, rất chi là khó luôn. Hôm nay mình làm bài cái mồi mồi tanh thơm cộng với lại mồi khó chịu trộn với bà hút đó. Nè mồi bà hút của các bạn nè, trộn cái mồi tanh chứ khó chịu chung nhau nè. Hai con cá gô rồi, một con cá gô nữa nha anh em. Nè cái lưỡi nè khổng lồ luôn, dính con cá nè bé tẹo quá. Hài thiệt chứ, thôi kiếm con khác bự hơn nha các bạn, con này nó vô lấy cái xinh. Cô Phi, báo cáo cô Phi cho anh em. Nhẹ nhàng thôi.
nhất là cá nhỏ, một con cua phi nữa nha các bạn. Giật ở ngoài, giật vô. Dạ. Yeah. Trời. Tình đó. Ê, một con cua phi nữa nha các bạn. Chúa tể của phá mồi mùa đông. Ok chuẩn nha anh em. Cua phi tự nhiên mà có bao nhiêu thôi. Đây là cua phi suối nha các bạn. Cái mùa nước mà nó ngập lên đó, cá ở ngoài suối kìa nó tràn vào đây nè. Nó cua phi nó không có to, bị lớn thôi à. Hình hình là có con đó, nó lâu á, con được ký mấy cũng có nữa mà hỉ ít lắm. Hy vọng tí nữa bắt con vài to to quay mọi người xem. Ok. Một con cua phi nữa vô vỏ nha anh em. Ok. Báo cá nha các bạn, một con cá rô phi nữa đã về với đội của mình. Phi hả, ăn câu hổ đấu săn hàng mà dính toàn cá phi không à. Mồi câu cá rô phi mùa đông nha các bạn. Ok, một con phi nữa nha các bạn, có cá là vui rồi các bạn ơi. Ok. Ok, đây nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ cũng gần 4 giờ rồi. Mình câu khoảng xíu nữa cái cá ngưng ăn các bạn ơi. Ăn ít chậm lắm. Nên mới định mình thu dọn đồ câu để đi về các bạn ơi. Đây, dọn hết đồ luôn rồi. Tại vì mình thức từ hồi tối hôm qua đến bây giờ luôn. Cũng mười mấy tiếng rồi, chưa ngủ luôn. Đó, thì đây là thành quả của ngày hôm nay. Mình thử cái bài mồi mới nha các bạn mọi người. Đó, thành quả thì được 3 con cá rô phi, 1 con cá rô đồng. Vậy thôi. Và cái kết còn 3 con cá rô phi. 3 cá rô phi, phi tự nhiên. 3 phi nhỏ, 3 con này về nhà chiên giòn lên. Hết sảy. Thêm chén mắm ớt nữa. Chua cay nữa, thôi rồi. Hết cơm. Mình khoái cá rô phi chiên giòn, chấm thêm nước chén nước mắm chua cay nữa ngon. Đó bà con. Đó, cá tự nhiên mà không có thả được. Khó khăn lắm mới câu được 3 con này các bạn. Chứ không phải dễ câu cá ở cái hồ này đâu. Hồ này nó khó câu cá lắm. Gọi là hồ này, gọi là hồ khó chịu. Khó chịu lắm. Bà thấy không kìa. Cá lên nó sùi bọt bay hết luôn mà nó có ăn chịu ăn đâu. Ba con này nó xui sao nó hên ăn sao các bạn. Rồi ok các bạn. Đây mình đây. Đang thui từ lùi luôn rồi. Đó, sau bao ngày đi câu cá quay clip cho mọi người xem thì đang thui từ lùi luôn rồi các bạn ơi. À, đang thui rồi. Ok. Thì chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần xem video vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và có một ngày Noel Giáng sinh hạnh phúc an lành bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Ok, thì chúc tất cả mọi người có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Các bạn nhớ, các bạn yêu thích đam mê câu cá thì hãy ấn like cho mình, xin một like và một nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem video mới nhất từ kênh đam mê câu cá của mình, giúp kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển lên nha các bạn. Ok, video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bye bye.